Giữa một ma trận các loại tăng đề kháng thì mình đã lựa chọn Immunoglucan và Mami Bliss cho con. Mình sẽ giải thích cho các mẹ lý do vì sao mình lại chọn hai em này nhé. Về cơ bản thì các loại tăng đề kháng trên thị trường sẽ có vitamin C giúp giảm mệt mỏi, đặc biệt là rút ngắn thời gian hồi phục sức khỏe do cảm lạnh, giúp vết thương mau lành. Tuy nhiên ở hai sản phẩm này thì có thêm những thành phần mà mình thấy rất là ưng ý. Đầu tiên là Mami Bliss, đây là siro tăng đề kháng hữu cơ có chứng nhận USDA xịn sò của Mỹ. Thành phần vitamin C của em này thì rất là vượt trội vì nó được chiết xuất từ quả cơm cháy elderberry, rất là giàu chất xơ và chống oxy hóa rất là tốt. Ngoài ra trong này còn có kẽm giúp giảm viêm, tăng cảm giác thèm ăn khi con bị ốm. Và trong tăng đề kháng của Mami Bliss có hai chất mà hiếm có loại tăng đề kháng nào có được, đó là inulin và chất xơ prebiotics. Hai em này sẽ phát huy tác dụng rất tốt khi con phải dùng thuốc hoặc là kháng sinh, sẽ giúp con ổn định đường ruột, giúp con đi ngoài đều đặn và dễ dàng hơn. Và hơn nữa, thành phần của Mami Bliss không chứa các thành phần dễ gây dị ứng như là đậu nành hay là trứng, nên là phù hợp với những em bé cơ địa nhạy cảm nhất. Loại thứ hai đang rất là hot hit trong giới bỉm sữa đó là Immunoglucan sản xuất tại Slovakia. Em này ngoài vitamin C thì có một thành phần rất là chất lượng, đó là beta-glucan 1,3 đến 1,6. Beta-glucan này được chiết xuất từ lúa mạch nên là giúp tăng cường hệ miễn dịch cực kỳ hiệu quả và chống viêm nhiễm rất là tốt. Và nó cũng rất hiệu quả trong phòng ngừa các bệnh về virus hay là vi khuẩn. Và thực tế là bạn lớn nhà mình đã duy trì dùng em ấy từ khi bùng dịch Covid. Trộm vía đến bây giờ vẫn chỉ là F1 khi cả nhà đã có 5 người là F0 rồi. Cả hai em tăng đề kháng này đều có vị chua ngọt nhẹ. Với Mami Bliss thì vị chua có dịu hơn và dễ uống hơn. Bạn Su nhà mình rất thích và ngày nào cũng đòi uống. Tuy nhiên sẽ có những em bé kén vị hơn thì mẹ có thể pha chung với nước hoa quả nhé. Và mẹ tuyệt đối không nên pha tăng đề kháng với sữa bởi vì vitamin C ở trong tăng sữa đề có kháng thể gây kết tủa cái casein ở trong sữa và không tốt cho hệ tiêu hóa của con. Trộm vía bạn Su nhà mình bị F0 nhưng con dùng Mami Bliss đều đặn nên vẫn có cảm giác thèm ăn và chỉ sau hơn một ngày là con đã hồi phục sức khỏe, chạy nhảy vui đùa như bình thường. Các mẹ tham khảo nhé.